Chương trình ngày mới sáng chủ nhật cuối tuần trên các báo có gì nổi bật, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Trước hết là thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine liều nhắc lại. Thưa quý vị, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc là Moderna thì có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca và thời gian tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Triển khai tiêm vaccine liều nhắc lại, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học. Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện cả nước đã tiêm được tổng số là 204.566.009 liều vaccine. Và Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất trên thế giới. Thưa quý vị, việc Nga đóng cửa bầu trời cấm khai thác đường bay không lưu khiến các hãng hàng không Việt Nam bị tác động lớn. Các chuyến bay từ Việt Nam đi đến châu Âu, Mỹ phải bay đường dài hơn, kéo theo chi phí tăng. Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ đăng tải dựa theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc đánh giá tác động của căng thẳng Nga-Ukraine với lĩnh vực hàng không Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ đăng tin, chiến sự Nga-Ukraine xảy ra kéo theo việc các nước phương Tây, Mỹ và Nga đóng cửa không phận đã ảnh hưởng trực tiếp lên hoạt động bay của ngành hàng không Việt Nam. Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn, việc khai thác các chuyến bay trong thời gian có chiến sự đã ảnh hưởng trực tiếp lên hành khách, các hãng hàng không và làm tăng chi phí bay, thậm chí của các hãng hàng không không tham gia cấm vận do máy bay phải thay đổi lộ trình, khai thác, phát sinh các vấn đề về bảo hiểm, thanh toán, dự phòng rủi ro. Một thông tin vui cho người lao động được báo Vietnamnet đăng tải. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm trong đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình chính phủ. Thay đổi này có thể khuyến khích người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian hưởng lương hưu thay vì rút bảo hiểm xã hội một lần. Nếu luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được thông qua theo hướng này, ước tính mỗi năm sẽ tăng từ 10 đến 40.000 lao động có lương hưu. Báo Vietnamnet cho biết hiện cả nước chỉ có 4 triệu trên tổng số 13 triệu lao động có lương hưu trợ cấp hàng tháng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, với chính sách đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành, thì đến năm 2030, Việt Nam có 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu trợ cấp hàng tháng. Nếu không có chính sách phù hợp thì đây sẽ là gánh nặng lớn cho cuộc sống của người lao động và gây áp lực không nhỏ lên hệ thống an sinh cũng như ngân sách nhà nước. Và trước thực tế này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa luật bảo hiểm xã hội theo hướng giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm mới được hưởng lương hưu như hiện nay xuống còn 15 năm và hướng tới tiếp tục giảm xuống 10 năm. Thời gian gần đây, nhiều người lắp camera an ninh tại những nơi nhạy cảm trong nhà như là phòng thay đồ, phòng ngủ hoặc ở những vị trí khác mà các thành viên trong gia đình thường chủ quan khi thể hiện những hành động chỉ có thể được bộc lộ trong môi trường riêng tư. Tuy nhiên, đáng báo động là gần đây hàng chục nhóm trên mạng xã hội liên tục rao bán các video clip nhạy cảm được hack từ camera nhà riêng. Đây là nội dung của bài phản ánh trên báo Thanh Niên. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, các chuyên gia an ninh mạng cho biết camera gia đình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an ninh bảo mật quyền riêng tư cá nhân. Nếu người dùng không biết cách lựa chọn sản phẩm có tính bảo mật tốt và quản trị vận hành đúng phương pháp thì sẽ bị hack bất cứ lúc nào. Để phòng trường hợp bị hack camera, chuyên gia khuyến cáo người dùng cần trang bị cho mình những kiến thức thiết yếu về an toàn công nghệ thông tin để quản trị vận hành camera an toàn, tránh những lỗ hổng cho hacker xâm nhập.